Rồi đây là bến xe miền Tây này. Quẹo phải đây. Mấy người trong bến họ phải đi bộ ra bà con. Xe vô đâu có đón được, cho nên ba mẹ cô thường mà tới bến xe miền Tây này á, ba mẹ cô đi xe từ trong bến luôn bà con. Thì nó có một cái xe mà gọi taxi hình như Phương Trang á. Taxi Phương Trang nằm ở ngay tại bến đó luôn bà con, ngon lắm. Mà giá cả nó cũng trên là chả có bao nhiêu hết, cho nên ba mẹ cô thường hay đi đó. Ở bến xe miền Tây này là xe Phương Trang là ba mẹ cô nói thật chứ các hãng xe khác không có vé luôn nha bà con. Trong bến là coi như là bến của Phương Trang là khủng khiếp lắm. Rồi bến xe taxi cũng có một cái bến trong đó luôn, khủng khiếp lắm. Còn mấy doanh nghiệp khác thì chỉ là tuyến nhỏ nhỏ thôi, chứ còn cái tuyến của Phương Trang người lắm. Quy mô á, độ quy mô mà không ai bằng. Ở miền Bắc thì không biết doanh nghiệp nào đứng đầu thì mình không biết, nhưng mà thôi, nói về tới miền Nam này là xin thưa với bà con cô bác là nhắc tới Phương Trang là coi như là bá chủ. Sắp tới đây không biết Vinh có nhảy vô cái vấn đề vận chuyển hay không thì không biết, mà hiện tại là Phương Trang là đứng đầu. Ở đây là chợ An Lạc nè. Thì 30 cầu quẹo qua đây ha, con đường này là đường Kinh Dương Vương luôn nè. Hồi xưa con đường này mang tên là con đường Lục Tỉnh nha bà con. Bên tay trái là bến xe, quên, bên tay trái là gì, công viên Phú Lâm. Ở đây có hãng dây cáp điện KDV nè bà con. Hồi xưa ở đây là cái dây cáp điện này là hồi xưa trước năm 75 là cái gì ba mẹ cô không biết nè. Bà con cô bác nào có biết bà con bác chỉ giúp ba mẹ cô chứ. Còn ở đây nè, trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương 6 nè bà con. Xin thưa bà con bác, trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương 6 này thì hồi đó nó là gì ta, trường kỹ thuật Dương Châu Minh đó bà con. Còn đây là hãng Khô Cá Mặn nè. Kế bên là hồ tắm Phú Lâm nè, bên đây là đài phát tuyến Phú Lâm nè. Mà hồi xưa mấy ổng thường hay gọi đây là căn cứ Phú Lâm, căn cứ đài radar đó. Thường mà sử dụng cái từ căn cứ là bà con bác biết là cái quy mô của nó dữ dằn lắm nha bà con. Căn cứ là nơi mà được bảo vệ nghiêm ngặt lắm á, cứ điểm là quan trọng lắm á.
mới thấy mát mát, giờ bắt đầu nắng lên rồi bà con. Đi quắt xe buýt nè. Bên tay phải này là cư xá Phú Lâm A nè. Ở Sài Gòn mình nó có một cái đặc trưng, bà con bắt đi giờ nào cũng thấy có xe trên đường á. Chứ bà con bắt đi ra nước ngoài á, tầm hôm nay là giờ đi làm là xin thưa bà con bắt chạy ra ngoài đường xe vắng á. Nhìn vô mấy hàng quán mà ba mày còn nó thật chứ nó ế bà cố nội luôn. Hiếm mà trong giờ đi làm mà có người mà ngồi quán cà phê mà nói chuyện á. Quán xá nữa rồi vắng que, bàn ghế không ai ngồi á. Chưa nắng nóng thì ngồi ngoài đường vậy. Tội nghiệp quá hả? Rồi qua đây là cầu Buôn. Cái cầu đó ta gọi là cầu Phú Lâm á. Con đường này hồi xưa nó vẫn mang tên là đường Lục Tĩnh nha bà con. Sau này đổi tên lại là đường Hùng Vương. Ở đây có cái cây cầu vượt nè. Đây thì có đình Minh Phụng nè. Rồi chúng ta đi tới đây, người ta ở đây người ta hồi đó dân Việt Nam mình ở dân ở đây người ta còn gọi đó là đồn cây mai nè bà con. Ở đây có một cái trường quân báo cây mai ở đây. Trường quân máu, trường này là dạy về tình báo đó bà con. Mà xin thưa bà con bác, sau năm 1975, nói chung là bên tay phải này xưa là cái cô nhi viện nè bà con.
Một cái khu nhi viện đây. Ở đây là đường Học Lạc hả ta? À, vậy là nhà thờ cho ta. Xin thưa bà con, bác cái tòa nhà bự bự này bên tay trái bà con của bác đây nè. Không biết bà con của bác nào còn nhớ không? Nơi đây hồi xưa là một cái trường trung tiểu học. Ba mày rồi nhớ không lầm, đây là trường trung tiểu học Thánh Soan đó bà con. Doan Tỷ Giả đó, à, Thánh Doan. Đây nè, à, ngay đây luôn. À, một cái trường trung tiểu học thuộc cái dòng Thánh Doan luôn. Cái dòng Thánh Doan này trước năm 1975 có một cái ngôi trường nữa cũng trùng dòng trong cái dòng này, không biết bà con các bác còn nhớ không, đó là cái trường Minh Viễn đó bà con, nằm ở trên con đường mà Nguyễn Tri Phương á, ngay khu La Cai á, không biết bà con các bác còn nhớ trường đó không. Bây giờ nó là trường Đại học Kinh tế, ngay góc đường Đào Duy Từ với lại cái gì ta, với đường Nguyễn Tri Phương. Bữa nào đi ngang ba mươi rồi nữa, tự nhiên nói về mấy cái công giáo thì tự nhiên ba mươi rồi nhớ sư phụ ba mươi rồi quá, không biết giờ sư phụ đi đâu rồi. Ba mươi rồi có hai sư phụ lớn lắm, một người ở Pháp, một người ở Mỹ. Mà hai sư phụ này là cùng đạo Công giáo luôn, cho nên ba mẹ rồi tự nhiên đi ngang qua cái mấy cái Công giáo này, nhà thờ trường học cái tự nhiên ba mẹ rồi nhớ. Bây giờ hai sư phụ của ba mẹ rồi ẩn mình luôn rồi. Rồi mình đi tới đây nè, tới Công gà Lâm Nguyên rồi đó. Ồ, cái tiệm cơm gà này đông quá, hồi xưa cái tiệm gốc nó nằm đây nè bà con. Sơn rồi bà con. Hồi xưa đây là trường, này là trường Đồng Nghĩa. Đó. Trường này ba mẹ cô biết được cũng nhờ sư phụ của ba mẹ cô nè. Giờ mà ba mẹ cô có hai sư phụ này mà về được cái nữa là cái kênh ba mẹ cô là tự động là có người trao đổi liền. Hai sư phụ của ba mẹ cô ẩn đi cái mọi người cũng ẩn hết luôn. Thổ công thổ địa Sài Gòn ẩn hết trơn luôn. Chắc tại thiếu người đói ẩm. Trường này trường Mạch Kiếm Hùng nè. À, xưa đó là nhà sách Bồi Chí bà con. Bây giờ là bán đồ nội thất rồi nè. Chidori. Hồi đó ngay đây trước mặt bà con bác là Thất Phủ Miếu á. Cái tuổi đời của nó là nó bằng cái tuổi đời của chùa Bà Thiên Hậu rồi nè. À, nhưng mà cuối cùng ở đây là không có tồn tại được. Ba mày còn nhớ là trong cái cuốn của cụ Vương Hùng Sởn đó có mô tả vào thập niên 50 á. Ngay đây nè, cái Thất Phủ Miếu này nè, kế bên là cái hội quán Tam Sơn á. Cái Thất Phủ Miếu này là nó nhếch nhác lắm. Rồi người ta treo đồ gì cũng đúng. Nói chung là bây giờ nó thành cái nhà hàng. Cái nơi đây là trở thành nhếch nhác lắm, rồi cuối cùng cái hội quán, cái Thất Phủ Miếu này nó không tồn tại. Bà con của bác có thể coi là cái cuốn sách của cụ Vương Hùng Sởn thì có nói về cái Thất Phủ Miếu đó. Hội quán Nghĩa An này là của người Triều Châu nè. Hội quán Sùng Chính này là của người Khách Gia nè. Hay mình còn gọi là người Hẹ đó bà con. À, đây là dinh Sở Tây, chợ Sở Tây. Cái dinh Sở Tây bên tay trái nè, bây giờ là Đại học Y Dược. Ồ,
nội Xá Lị. Hồi xưa đây là cái cổng của Vinh Xá Tây nè bà con. 30 gò mà quẹo tay phải á, mình đi thẳng cái mình đi tới chợ Xâm Chỉ. À. Rồi bắt đầu hết nắng, bắt đầu trời nó đổ mưa rồi đây. Đây là Cholimet ha. À. Đôi lúc cái ba mẹ gò suy nghĩ cũng muốn trở thành một cái người mà ngây thơ không biết gì về Sài Gòn á, để cho các cô chú anh chị và các bạn vô chỉ điểm thêm. Hồi xưa á có mấy cái dòng chửi ba mẹ gò cái tự nhiên ba mẹ gò bực mình lắm rồi đó. Giống như ba mẹ gò mà nói lộn cái gì cái vô chửi rủa ba mẹ gò, nói không biết gì về Sài Gòn. Không hiểu sao lúc đó ba mẹ gò lại nổi máu nóng lên ha. Nổi máu nóng lên cái tự nhiên cái gân cổ cãi lại rồi thể hiện ta đây là người hiểu biết. Giờ ngẫm nghĩ lại thấy công nhận mình lúc đó mình dở thiệt ha. Giống như bây giờ ba mẹ gò muốn tìm lại mấy cái dòng chửi đó mà ba mẹ gò kiếm ra. Hồi đó nhiều người á không biết ba mẹ cô á, cho nên là cứ nghĩ ba mẹ cô là không có biết á, cho nên cứ vô cứ comment rồi nói này nói nọ ba mẹ cô về Sài Gòn. Mà lúc đó ba mẹ cô bực lắm. tự ái dùng cục. Mấy cái đó mình biết mà mình giả bộ mình nói sai á để cho ta chửi, mà tự nhiên người ta chửi mình cứ tự ái dùng cục lên. Còn giờ á nói về Sài Gòn xưa đến nay thì tới giờ tới 7-8 năm rồi, cho nên hầu như là mọi người đều biết ba mẹ cô rồi. Nói về Sài Gòn xưa thì ai cũng biết ba mẹ cô rồi. Thành thử ra giờ ba mẹ cô nói đúng nói sai gì cũng không ai nói gì hết. Giờ thèm lại được cái để cảnh giác đó thì lại không có. Ở đó đây có cái tượng đài nè bà con. Tượng đài Thánh Tổ Binh Chủng Dù á. Giờ nói năng nói hưu nói cụi gì cũng không ai hề quan tâm tới mình á, buồn. Có nhiều lúc ba mẹ cô cũng giả bộ cái ba mẹ cô giả điên, ba mẹ cô không biết gì hết, nhưng mà giờ cái trò đó xưa rồi. Trò đó giờ xưa quá rồi cho nên bị lộ tẩy rồi. Giờ nói sai cũng không ai la, tự nhiên là giờ là thèm cảm giác đó, thèm cảm giác mình bị bắt bẻ. Bởi vậy hồi đó thì được vậy thì cái gân cổ lên cãi, gân cổ lên thể hiện ta đây. Hồi xưa hả, bên xung quanh mình á nhiều thổ công thổ địa, ai cũng giúp đỡ mình hết, ai cũng nói chuyện với mình hết, bắt đầu thể hiện ta đây không thèm nói chuyện chảnh. À, con đường này là đường Nguyễn Trãi nữa mà con. À, khu này là khu phố thời trang Nguyễn Trãi. Đôi lúc bởi vậy thấy không, có sư phụ bên cạnh, có một cái kho tàng kiến thức không biết giữ. Mà
bản tính con người thường nó vậy rồi con, thường có vũ quý không bao giờ biết để ý, đến khi mà bây giờ giống như giờ trơ trọi mình thì bắt đầu là đâu còn được nữa. Giờ dễ giàu gì kiếm được ai mà như bác Long Đào, dễ giàu kiếm được ai như bác Huy mà chỉ điểm mà bỏ qua hết. Hồi xưa mày muốn giật view, câu view cho mày giật luôn. Dễ giàu gì. Giờ các cô chú bác thấy ba mày ngồi giật view cái là bắt đầu cái phản ứng. Tiếc quá, buồn quá. Đây, tiệm bánh mì ABC. Đường này đường Lê Hồng Phong. Chợ Bào Sen là khu này nè bà con. Ở đây là khu Bào Sen ha. Đó. Tới đây là con đường này là đường Trần Bình Trọng nè. Đường Trần Bình Trọng này là xin thưa bà con bác là khu tới khu chợ quán rồi nè. Đây, để hôm nay ba mình còn chở bà con bác đi vô cái nhà thờ chợ quán. Nhà thờ chợ quán này có một cái con đường nhỏ phía sau, hồi đó ba mình còn không có biết à, cũng do sư phụ ba mình còn chỉ á. Mà giờ như con đường nó bị đóng luôn rồi. Nhà thờ chợ quán này hình như là mới kỷ niệm 300 năm thành lập hội đạo chợ quán nè bà con. Lịch sử của nó là tới 300 năm rồi nha bà con, chứ không phải thường đâu nha bà con. À. Đây, đứng bên đây mình nhìn qua nè. Đó, bà con bác xem, 300 năm hội đạo chợ quán. Bên tay phải của ba Michael đây nè, hai bên trường này nè. Trường này hồi xưa nó là cái trường người ta gọi là gì đó, trường Chí Thiện. Trường Chí Thiện á, của hình như là của cha Hòa à, hình như là Thới Hòa, Nguyễn Thới Hòa, ba mày còn nhớ là như vậy, không nhớ rõ lắm bà con, bác thấy ba mày còn nói sai sửa lại. Đây là trường Chí Thiện. Trường này hồi đó trước năm 1975 là văn phòng của Ủy ban Giáo dục Công giáo luôn bà con, là coi nơi đây là cái văn phòng mà coi như là hình như là cha Hòa là giám đốc luôn á. Đó. Là coi hết tất cả các trường công giáo ở trong tổng giáo phận Sài Gòn luôn rồi con. Nơi đây là cái văn phòng đặt ở trong đây luôn. Giờ mình đi vô nè. Tất cả những các trường của trong giáo nhà dòng nói chung là nằm ở trong tổng giáo phận là đều chịu sự quản lý ở đây nè bà con. À, văn phòng quản lý Ủy ban Giáo dục Công giáo. Ngôi nhà thờ này hình như ba Michael nhớ không lầm là được xây dựng cũng hơn 100 năm rồi bà con. Chính xác là vào khoảng năm 1882. Đúng rồi, năm 1882 là xây dựng cái này. Kiến trúc nè bà con quá nhìn thấy kỹ không? Hình vòng cung nè, mấy cái cột. Đây là kiến trúc này là kiến trúc Roman nè bà con. Kiến trúc Roman. Hồi xưa lúc mà mới xây á bà con, là cái tháp ở trên á. Đâu, để đâu. Này, cái đỉnh tháp ở trên đây nè, cái đỉnh cái chớp lên á là nó không có nha bà con, nó chỉ có hình vuông ngang qua thôi. Đó, cái tháp chuông là tới đó là hết rồi. Sau này như là có một ông gì đó, ông năm năm gì đó, bà mày còn không nhớ tên, bà con bác nhớ thì nhắc giúp bà mày còn, là mới xây thêm cái phần thêm cái đánh giá với bốn cái góc á, chứ hồi đó là tới cái phần ngang đây là hết rồi nè. À,
Rồi cái nhà thờ này là kiến trúc Roman, có 5 quả chuông nha bà con, 5 cái quả chuông ở đây. Nhà thờ này có 5 quả chuông, 2 quả là để đánh thường ngày, rồi 2 quả là đánh dịp lễ, với một cái quả mà khi mà có người mất á, là sẽ được gõ lên. Rồi nếu mà dịp lễ lớn á, thì sẽ được gõ luôn 5 quả. À, đây là trường Chí Thiện nè, khu B. Phía sau này nè. Đó bà con bắt thấy không? Hình vòm cơm không à? Đó. Đây là kiến trúc Roman đó. Đây, dòng hang đá Đức Mẹ ở đây. Thánh Mặt Tì Nho ở đây nè. Đây có con đường phía sau nè. Á, mở cửa rồi nè. À, tại sao cha Nguyễn Thế Hòa ở đây? Nếu mà nói về linh mục Nguyễn Thế Hòa á, bẩm thật anh Nguyễn Thế Hòa nhớ mang máng. Hôm nay mới mở cửa đường á, chứ bình thường đi đóng. Hồi xưa phía bên đây nè, có một cái trường trung tiểu học Thánh Linh ở đây nữa nè bà con. Các bạn còn nhớ đây có một cái trường trung tiểu học Thánh Linh ở đây. Nó nằm phía sau nhà thờ. Phía trước là trung tiểu học Chí Thiện ha. Còn đây là trung tiểu học Thánh Linh nè, là trường cô nữ. Cha Nguyễn Thế Hòa này như là ba mẹ còn nhớ không lầm là cha là sinh năm 1935. Cha thụ phong linh mục vào năm 62 đó bà con. Sau này cái ra con hẻm này luôn rồi. À, vậy là trường Thánh Linh nằm ở trường Phan Văn Trị này nè. Trường này là của các dòng sơ nha bà con, của các sơ mà sơ đó. À, trường Thánh Linh đây nè. À, bây giờ là trường Ba Đình. Rồi sau này như cha về làm hạt trưởng Sấm Chiếu, ở giáo xứ Sấm Chiếu bà con. Rồi sau này như cha đợt vừa rồi cha mới mất cái đợt mà dịch Covid đó bà con. Không biết phải cha đó không nữa, tại vì trùng tên nhiều quá. Nhưng mà ba mẹ còn nhớ là như vậy. Ừ, đây, trường Thánh Linh hồi xưa là ở đây nè bà con. Giờ làm thêm mấy cổng phía bên ngoài nè. À, trường này là xưa là trường của nữ. Thôi tự nhiên hôm nay ba mày gò nhớ các sư phụ của ba mày gò, cho nên ba mày gò dẫn bà con cô bác đi một vòng chia sẻ một chút ít về công giáo. Hồi xưa ba mày gò làm gì công giáo nhiều lắm, nhưng mà sau này cái không có hai sư phụ của ba mày gò nữa, cho nên ba mày gò ít lại. Ở đây là có cái hẻm mã đá nè bà con. Hẻm mã đá này ba Michael cũng có kỷ niệm của một bác chuyên gia rầy ba Michael. Ba Michael là giỏi về chuyên môn về đường phố Sài Gòn mà không tập trung chuyên môn mà cái nói chuyện trên trời dưới đất không. À, bác ơi, hồi xưa bác ở trong hẻm mã đá nè. Hình như bác Suman hay là gì đó. Thật ra ba Michael cũng không biết tên thiệt và mặt mũi bác ra sao á. Nhưng mà ba Michael nhớ bác ấy là bác ấy cứ rầy ba Michael. À, điểm mạnh của ba Michael là về đường phố Sài Gòn xưa mà không có lo nói, mà cái tối ngày cứ nói chuyện tào lao âm binh thiên địa gì đó. Đây nhà của bác hồi xưa ở đây luôn nè bà con, ngay mã đá nè. À, mà bác nói riết cái giờ bác không thèm nói nữa, tại vì hồi đó mỗi lần thấy bác nói ba bực, ba Michael bực bội lắm. Cái tánh của ba mày còn ngộ lắm bà con, dễ tự ái. Đó, giờ muốn nghe lại giọng nói của các bác cũng đâu còn đâu. À, lâu lâu cái kỷ niệm xưa nó ùa về. À, ngày 15 nè. Cho nên ba mày còn mới nói hả, trên các con đường ở Sài Gòn này là góc nào khu nào ba Michael cũng có cái kỷ niệm của các cô các chú các bác, chỗ nào ngóc ngách nào cũng có. Đó, thôi để ba Michael kết thúc đi, đang tâm trạng cảm xúc nó tràn trề nói nữa bắt đầu cái bác rầy ba Michael nó không lo tập trung vô Sài Gòn xưa, nó tối ngày nói chuyện gì đâu không. À, đây là trường ngữ mù nè.
Thôi ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.